chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nữ mạng, ơn phúc bề trên, nằm mơ trúng lớn, đón vận may liên tiếp, trúng số bất ngờ, đổi vận giàu nhanh chóng mặt, tiền về như thác lũ, đúng năm Ất Tỵ 2025. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta không ngừng tìm kiếm những lời giải đáp về số phận và tương lai, đặc biệt với những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Thường mang trong mình sự tò mò về vận mệnh, những cơ hội và thách thức đang chờ đón, với trái tim nhân hậu và tâm hồn sâu sắc. Người tuổi Ất Mão không chỉ được trời Phật ưu ái, mà còn được dự báo có một hậu vận cực kỳ thịnh vượng, và khi bước sang năm Ất Tỵ 2025, hứa hẹn mang đến cho họ những dấu ấn đặc biệt, mở ra những cánh cửa mới, dẫn đến sự giàu sang, thành công và an nhàn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật ẩn giấu trong tử vi năm 2025 của tuổi Ất Mão nữ mạng để hiểu rõ hơn về các phương diện công danh sự nghiệp, tài lộc, tình cảm gia đạo và sức khỏe cũng như cách hóa giải vận hạn. Mỗi lời dự báo, mỗi lời khuyên không chỉ là những thông tin hữu ích mà còn là nguồn cảm hứng, động viên giúp con giáp này tận dụng tối đa những cơ hội may mắn và vượt qua những thách thức, khó khăn. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Ất Mão sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên Ất Mão phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng, chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn. Con đường là Ất Mão chọn, việc làm là Ất Mão quyết, mọi thứ là do bản thân Ất Mão mong muốn, dù là vào thế khó thì từ từ mà gỡ, quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ. Con người sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị. Những khó khăn thất bại mà Ất Mão gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy thì không thể vì sự thất bại mà Ất Mão dừng chân, không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công, thì chí ít Ất Mão cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những cái hy vọng, dù là nhỏ nhất. Vậy xin bạn tập trung cho mèo trong tâm hóa hình thành mèo, mong bạn yên tâm để con mèo ý bắt đầu gầm, phải vạch ra cái cõi thiên hạ bao la của chính mình. Đừng ngại mất lòng người khác, khi bạn học cách ưu tiên bản thân, đừng cố sống vẹn toàn cho tròn những kỳ vọng người ngoài đặt lên bạn. Công dung ngôn hạnh, trí dũng lễ nghĩa là những thứ gia sỉ phẩm của nhân loại, bạn không nhất thiết phải đáp ứng. Nhiều khi ăn món mà bạn thích, làm điều mà bạn vui, ích kỷ một tí cũng chẳng có gì là sai cả, rồi sau đấy tự tin vào chính mình. Mạnh dạn mà tiến bước, chăm chỉ nhiều hơn, cười với sự cô độc nhiều hơn, thấu hiểu tư duy, suy nghĩ, trình độ của mình nhiều hơn. Sau đó, bước một chân rón rén ra khỏi cái vòng quen thuộc, nhìn trái, nhìn phải, khi thấy ổn thì nhảy hai chân ra ngoài, cả một bầu trời rộng lớn đang đợi bạn, chỉ cần bạn mạnh dạn quyết đoán mà thôi. Những người bạn tin yêu nhất sẽ làm bạn tổn thương nhiều nhất và kể cả trong thời khắc tăm tối nhất, mọi thứ trên đời này sẽ không ngừng vận hành để vỗ về bạn đâu. Nên hãy tự mạnh mẽ, tự kiên cường, tự nhận thức, tự an ủi bản thân và ngừng ban phát lòng nhân ái của mình cho những người không xứng đáng Ất Mão nhé. Và năm Ất Tỵ 2025 âm lịch tới đây, sẽ có một định hướng cho chu kỳ mới đang hiện hình cho Ất Mão nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Ất Mão. Sinh năm 1975, nữ mạng. Ất Mão sinh năm 1975 hay còn gọi là Đắc Đạo Chi Miêu, tức mèo đắc đạo. Năm sinh dương lịch từ 11 tháng 2 năm 1975 đến 30 tháng 1 năm 1976, mệnh đại khê thủy, nước khe lớn, âm thủy, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng, thiên can ất, tương hợp, canh, tương hình, kỷ, tân, địa chi mão, tam hợp, hợi mão mùi, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu. Những người tuổi Ất Mão mệnh thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành, bởi vậy họ thường có xu hướng sống an phận nhàn nhã, không ham làm giàu vinh hoa phú quý, nhưng cuộc đời luôn ban cho họ nhiều phước lành về già được sung túc ấm no. Người sinh năm mèo suy nghĩ thấu đáo, tính tình hiền dịu,
cũng rất biết ăn nói. Họ là người quảng giao hay quan tâm giúp đỡ người khác. Người này hiếm khi gây mâu thuẫn với mọi người. Họ luôn theo tôn chỉ dĩ hòa vi quý, vì thế có thể biến thù thành bạn. Họ rất tốt với bạn bè đồng nghiệp. Song trong thâm tâm vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, không quá thân thiết như vẻ bề ngoài. Họ luôn tự tin vào bản thân mình, dễ cảm thấy hạnh phúc hài lòng với cuộc sống mình đang có. Tuổi Ất Mão tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng. Những người tuổi Ất Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác. Đây là đặc tính tự nhiên vì họ không thích những tình huống khó lường trước. Tuy nhiên, lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ của họ thường dễ bị người khác lợi dụng. Thái độ hòa hoãn và dễ chịu của những người tuổi Ất Mão là một sự thay đổi so với ba cung tuổi đầu tiên, nhưng thái độ đó lại một lần nữa khiến họ dễ bị xúc phạm và lợi dụng. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Ất Mão đều là những người tinh tế biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm. Với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Ất Mão có năng khiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Người tuổi Ất Mão nữ mạng rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn với những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Mặt khác, họ khá hậm hĩnh hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực mình dậy khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc. Dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ. Sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Ất Mão khá nhu nhược vì họ muốn được an phận. Trong cuộc sống họ không có lý tưởng cao lắm. Chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Họ ăn nói lưu loát, có tài và rất tự trọng, khiêm nhường, biết giữ ý, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Tuổi Mèo thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ. Người tuổi này rất gắn bó với những ai họ cảm mến. Không mặn mà với họ hàng bạn bè, họ không rất dễ mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận, họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, người tuổi Ất Mão thuộc loại ưu tư dễ mủi lòng, thậm chí rất mau rớt nước mắt. Người tuổi Ất Mão là những con mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Tuy nhiên, họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ hơn. Người tuổi Ất Mão nữ mạng có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình. Đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình những sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh hòa hợp. Tuổi Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Ất Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Tóm lại, nữ mạng tuổi Ất Mão thường có tính cách khéo léo, nhanh nhẹn và tinh anh. Họ có mối quan hệ xã hội, người thân trong gia đình đều cư xử có chừng mực, dịu dàng, hòa nhã và tinh tế. Do vậy, cuộc sống của họ dễ gặp quý nhân phù trợ, ra ngoài có người chở che, yêu mến kính trọng. Đường đời người tuổi Ất Mão nữ mạng hay gặp may mắn an nhàn. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Ất Mão hay có được gia đình yên ấm, hạnh phúc viên mãn, hòa thuận, con cái đề huề hạnh phúc. Cuộc đời người sinh năm Mèo thường có tài vận dồi dào no đủ, không gặp nhiều biến cố. Điểm yếu của người tuổi này là nhút nhát, bảo thủ, họ mong muốn cuộc sống được ổn định, ghét sự xáo trộn, không dám đầu tư mạo hiểm. Cũng chính vì mong muốn an toàn, người tuổi Ất Mão dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh làm ăn lớn. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Ất Mão trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Ất Mão theo can chi, ngũ hành. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ất Mão 1975, nữ mạng là 51 tuổi âm lịch và 50 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Ất Mão theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp Ất, bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn sẽ không lo túng thiếu. Xét về địa chi, Tỵ gặp Mão, bình hòa,
không gặp nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành, đương số mệnh thủy gặp năm Ất Tỵ mệnh hỏa, bị khắc chế, tránh xa các mối đầu tư mạo hiểm hoặc mang tính đỏ đen, kẻo hao tổn tiền bạc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thận trọng khi đi xa. Tiểu kết, vận khí của nữ mạng Ất Mão sinh năm 1975, trong năm 2025, nhìn chung ít biến động bất lợi, mọi thứ diễn ra bình hòa, mưu sự cũng có quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên tiền bạc có phần thất thoát ngoài dự tính, gia đạo dễ có xung đột. Thứ hai, xem tử vi năm 2025, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025 tuổi Ất Mão, nữ mạng, gặp sao La Hầu chiếu mạng. Sao La Hầu, hay còn gọi là khẩu thiệt tinh, là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng, dễ bị tiêu tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sao này chủ mồm, chủ miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, môn trung độ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ đoán hạt về sao này, ta sẽ thấy sao này tách họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ nạn, ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bài bạc, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề, ta thấy rằng gặp sao La Hầu chiếu mạng, nữ mệnh tuổi Ất Mão nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện thị phi, điều tiếng, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tính xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ khó giải trình. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Ất Mão theo niên hạn là hạn Diêm Vương. Trong hệ thống 8 hạn luân phiên đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là đàn ông, nữ mạng thì đỡ hơn. Tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Ở một góc độ khác, ngoài cái tên sao Diêm Vương, cái tên Diêm Vương là tên của một vị thần theo góc độ tâm linh, tín ngưỡng, thì thần này cai quản các linh hồn ở âm phủ, nên nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu? Theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau đây. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé, thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không được chữa trị cẩn thận, cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường, hoặc khi gặp hạn này, thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán, có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể vong mạng, về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe đến là Diêm Vương thì chúng ta vẫn phải cẩn thận,
trong năm nên trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại, để gặp giữ cũng có thể hóa lành, gia đạo bình an, thịnh vượng quý vị nhé. Thứ 4, vận niên năm 2025, tuổi Ất Mão, nữ mạng. Bước sang năm 2025, tuổi Ất Mão nữ mạng gặp vận niên chư phùng hỏa, tức heo gặp lửa, heo quay, mức độ vừa tốt. Heo quay làm vật hy sinh cho người khác được ngon miệng, nhưng bản thân lại chịu thiệt thòi. Vậy mỗi khi làm việc cho người ta, phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại cho chính mình. Ý thức được điều này thì làm gì cũng dễ dàng, vận niên này khá tốt về tình cảm, gia đạo hài hòa, ít xảy ra xung đột lớn, cuối năm có thể đón hỷ tín trong nhà. Thứ 5, xem vận hạn năm 2025, tuổi Ất Mão nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Ất Mão cần tránh các năm tam tai, tỵ, ngọ, mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ Ất Mão, sinh năm 1975, sẽ phạm đại kỵ tam tai, năm thứ nhất. Năm tam tai đầu tiên, không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn, vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Kim lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, là 51 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm kim lâu tử, kỵ con. Gia chủ tuổi Ất Mão, phạm kim lâu tử, tức nếu gia chủ tiến hành xây dựng nhà cửa, dễ hại đến con cái trong nhà. Trong năm không nên động ti mèo, xây sửa nhà, nếu có kế hoạch thì có thể mượn tuổi hoặc chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành, sẽ hạn chế được nhiều điều rủi ro. Hoàng ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Ất Mão phạm tuổi, lục hoàng ốc. Phạm hoàng ốc, lục hoàng ốc, có câu lục ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Tuổi Ất Mão phạm hoàng ốc, không tốt cho việc làm nhà hay mua bán nhà cửa. Thái tuế năm 2025. Gia chủ Ất Mão sinh 1975, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm Ất Tỵ 2025, phạm trạch quỷ. Trạch quỷ là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Ất Mão sinh 1975 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025. Người xưa có thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1975 gặp trạch quỷ không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Trong năm cũng không nên tiến hành xây sửa nhà hay dịch chuyển công việc, cứ giữ mọi việc như cũ và làm tốt hơn. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Ất Mão, nữ mạng. So với tử vi tuổi Ất Mão năm 2024, vận khí của người tuổi Ất Mão, nữ mệnh năm Ất Tỵ 2025 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng, để có sự đột phá mạnh thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Về công việc, đây là năm sự nghiệp, bán cát, bán hung, có cát tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Về tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Về tình cảm, do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm báo có sự rạn nứt, nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Về sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu, tai mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe như La Hầu, Bạch Hổ, Thiên Cầu, bản mệnh nên cần đi đứng cẩn trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da,
chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Dựa trên mối tương quan về can chi, ngũ hành, giữa đương số và lưu niên Ất Mão, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định được cát hung ở các phương diện cuộc sống của người tuổi Ất Mão, nữ mạng, trong năm 2025, chi tiết như sau. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang năm 2025, được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Ất Mão, nữ mệnh, ở phương diện công danh, sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nhiều nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo mọi việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thách thức, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2025 này. Bên cạnh bạn, luôn có những người đồng nghiệp, nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về phương diện tài lộc. Trong năm 2025, nhờ có cát tinh tài chiếu nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Vì vậy trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành để đầu tư vào các dự án mang tính ổn định về lâu dài. Có cát tinh thiên đức trợ lực, làm những việc chắc chắn, tuy chậm nhưng chắc thì sẽ dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh, sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách tiếp cận. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy mua ngay một chiếc hũ tài lộc phong thủy cho gia đình nhé. Ngoài ra, trong làm ăn, quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy. Bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lu sừng kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu trong năm dù có phần dư giả, nhưng cũng cần chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng rơi vào tình trạng tiền vừa vào túi lại ra. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ có tài chính ổn định hơn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Năm 2025 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của Ất Mão nữ mạng. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này có thể đối mặt với đổ vỡ, chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh thủy, xung khắc với ngũ hành nam hỏa, vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt, vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng, tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa, dễ vì xa mặt nên cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi, vì thiếu cảm giác an toàn, niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia,
về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm 2025, tuổi Ất Mão nữ mạng bị sao La Hầu và hung tinh Thiên Cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo có thể xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Sức khỏe khó tránh khỏi những ảnh hưởng lớn bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của Thiên Cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực, sự cố trong phương tiện, công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dễ sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm 2025 này, tuổi Ất Mão, nữ mạng, cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Con giáp này ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân mà cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình, sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng Ất Mão, sinh năm 1975. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa, xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá như thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sa phia. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân, hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc, sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2025. Ngoài ra, đừng buôn mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói hoặc khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng, làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. 2. Cách hóa giải hạn Diêm Vương 2025. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận hạn, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh ngay lời người khác, uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc với hình ảnh một vị Phật đang cười tươi và ôm một túi tiền, mang theo mình thông điệp về sự hạnh phúc, tình thương và sự nhân từ. Đối với những người sinh năm 1975, mệnh thủy, đại khê thủy, tượng Phật Di Lặc có thể mang đến những tác dụng tích cực và phù hợp với tính cách và năng lực của bản mệnh. Phật Di Lặc thường được hiểu là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Với tính cách nổi trội và thích cuộc sống nhiều biến đổi, người sinh năm 1975 có thể vận dụng tượng Phật Di Lặc để thu hút vượng khí và tài lộc.
Tượng Phật Di Lặc còn thể hiện tinh thần biết ơn và sẻ chia, giúp duy trì tinh thần lạc quan và tạo ra môi trường tốt cho mối quan hệ xã hội và tình cảm. Ngoài ra, tượng Phật Di Lặc còn có thể giúp người sinh năm 1975 thư giãn và tìm thấy sự yên bình trong cuộc sống. Đôi khi, việc tham gia vào những hoạt động sôi nổi và biến đổi có thể khiến họ mất đi sự cân bằng và tĩnh tâm. Tượng Phật Di Lặc sẽ nhắc nhở họ về tầm quan trọng của sự an nhàn và tĩnh lặng trong tâm hồn. Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát thường được coi là biểu tượng của sự êm ấm, đoàn kết và tình thương. Đối với những người mang mệnh thủy, có khả năng thích nghi và biến đổi, tượng Bồ Tát này có thể thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái và lòng nhân ái, khuyến khích họ đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đồng thời, nó cũng thể hiện ý nghĩa về hạnh phúc đích thực không chỉ nằm trong việc tích lũy vật chất mà còn nằm trong việc lan tỏa tình thương và hy vọng cho mọi người. Tượng Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát cũng có thể giúp người sinh năm 1975 duy trì sự thăng bằng và lạc quan trong cuộc sống. Với tính cách biến hóa và thích tham gia vào cuộc sống sôi nổi, họ có thể tận dụng tinh thần của Bồ Tát để vượt qua khó khăn và tìm thấy niềm vui trong mọi tình huống. Quả cầu Thạch Anh. Thạch Anh thường được coi là biểu tượng của sự bình an, bình tĩnh và tinh khiết. Đối với những người mang mệnh thủy, quả cầu Thạch Anh có thể giúp họ duy trì tâm hồn an lành và tĩnh tâm trong cuộc sống. Điều này đặc biệt quan trọng khi họ cần tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nổi lên và tĩnh lặng. Quả cầu Thạch Anh cũng có khả năng hỗ trợ tăng cường sự tập trung và tư duy sáng tạo. Đối với những người mang tính cách nóng nảy và thích tham gia vào cuộc sống nhiều biến đổi, việc giữ tập trung và tư duy mở ra nhiều cơ hội sẽ giúp họ đạt được thành công trong các hoạt động của mình. Tượng Tỳ Hưu. Tỳ Hưu thường được coi là một phép bình an và may mắn trong cuộc sống. Với tính cách thích tham gia vào cuộc sống nhiều biến đổi, người sinh năm 1975 có thể tận dụng sức mạnh của Tỳ Hưu để thu hút may mắn và bảo vệ khỏi những rủi ro không mong muốn. Đồng thời, Tỳ Hưu cũng có thể giúp họ duy trì tâm hồn bình an và tĩnh tâm giữa những thách thức cuộc sống. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm thường được hiểu là biểu tượng của việc vượt sóng gió cuộc sống và tiến xa hơn. Với sự linh hoạt và khả năng thích nghi của những người sinh năm 1975, thuyền buồm phong thủy có thể thúc đẩy họ đối mặt với khó khăn một cách tự tin và tạo ra cơ hội mới trong cuộc sống. Nó cũng thể hiện ý nghĩa về việc khám phá và mở rộng giới hạn bản thân, đồng thời giúp họ duy trì động lực trong việc đạt được mục tiêu. Đặt thuyền buồm trên bàn làm việc hay trên tủ với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều thành công, thắng lợi lớn. Tượng mèo phong thủy. Tượng mèo phong thủy, với những đặc điểm thông minh, kiên trì và thân thiện, không chỉ gần đối với con người mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực phong thủy. Đặt tượng mèo trên bàn làm việc để thu hút vượng khí và cát tường vào cuộc sống của mình. Tượng mèo cũng thể hiện sự thông minh và kiên trì, khuyến khích họ duy trì tinh thần nỗ lực và không ngừng phấn đấu. Một khía cạnh độc đáo của mèo có khả năng nhìn thấy những thứ siêu nhiên và luồng khí xấu, điều này giúp loại bỏ những yếu tố tiêu cực, mang lại bình an và may mắn cho chủ nhân. Đặt tượng mèo phong thủy trên bàn làm việc còn có thể giúp họ tránh xa nạn tiểu nhân và tạo cơ hội cho mối quan hệ trong kinh doanh thăng tiến. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh thủy rất hợp với các màu trắng, đen, xanh dương, bạc và kỵ màu vàng nhạt, vàng đất, nâu, đỏ, da cam. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Ất Mão. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Ất Mão trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Tỵ 1977, tốt, Ất Mão 1967, tốt, Đinh Hợi 2007, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1975, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Quý Mùi 1943, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Ất Mão trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt, Mậu Ngọ 1978, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Mậu Tý 2008, không tốt.
Canh Thìn 1940, không tốt, Mậu Thân 1968, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Tử vi từng tháng âm lịch trong năm Ất Tỵ 2025 đối với bản mệnh tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 1 âm lịch năm 2025. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, công việc có nhiều chuyển biến tốt, tháng này bạn đón nhiều tin vui liên quan đến công việc. Vận trình sự nghiệp khá tốt, đây là khoảng thời gian tốt để cho bạn phát huy năng lực, khẳng định bản thân và uy tín của mình. Việc làm ăn thuận lợi, tài lộc cũng được tăng tiến, thông qua một số dự án xuất sắc có thể được sếp đánh giá cao và đồng nghiệp ghi nhận. Điều này rất đáng mong đợi, bản mệnh rất dễ được cấp trên giao cho những dự án, những công việc và từ đó cũng thúc đẩy tài vận tăng tiến hơn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tháng này không tốt cho lắm, áp lực tinh thần rất lớn nên điều chỉnh kịp thời. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 2 âm lịch năm 2025. Đối với bản mệnh tuổi Ất Mão bước sang tháng 2 này, bạn phải đối mặt với những trở ngại trong vận trình của mình. Bản mệnh gặp tháng Thái Tuế án ngữ, cần phải tiết chế cảm xúc, biết đối nhân xử thế, lấy dĩ hòa vi quý làm đầu để tránh gây bất hòa với cấp trên và đồng nghiệp. Những người làm cơ quan, công chức, viên chức nhân viên văn phòng rất dễ bị tiểu nhân quấy phá gây cản trở công việc. Sự sao nhãng trong công việc khiến bản mệnh rất dễ mắc phải những sai sót, phải mất nhiều thời gian hơn để sửa chữa. Công việc gặp trở ngại là vậy, nhưng bù lại tài vận ở mức khá lý tưởng, đó là nhờ được các tinh chủ về tăng tài tiến lộc chiếu mệnh, tăng cường cát khí, làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Ở thời điểm này, nếu biết nắm bắt lấy cơ hội, không khó để bạn thu về khoản lợi mà mình đang mong ước bấy lâu nay. Về vận trình tình cảm trong tháng này được tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, gia đạo êm ấm, con cái ngoan ngoãn, tất cả những điều này sẽ mang lại niềm vui cho bản mệnh. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, vào tháng 3 âm lịch năm 2025. Tháng này, đối với bản mệnh tuổi Ất Mão cho thấy, về phương diện tình cảm của bạn có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt đối với những người đang còn độc thân, được người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh sẽ giúp đỡ tương hợp. Nhưng chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên, nếu còn độc thân ý muốn chọn bạn đời cho mình thì nên hạ bớt tiêu chuẩn của mình xuống, bạn không nên chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài. Tuy nhiên, những người đã kết hôn trong tháng này dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, dễ rơi vào bẫy đào hoa, cuộc sống gia đình ổn định sẽ bị đe dọa. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 4 âm lịch năm 2025. Bước sang tháng 4 âm lịch, đây là tháng Tân Tỵ, ám tàng hung tinh quấy phá, tài lộc bản mệnh tuổi Ất Mão bị tổn hao. Bị ảnh hưởng bởi tiểu hao, lại đi kèm với địa phá, trong tháng này sẽ tiêu tốn của bản mệnh một khoản tiền kha khá. Đặc biệt trong vận thiên tài, khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt lớn, do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, bản mệnh tuổi Ất Mão cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 4 âm lịch này. Không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại, đồng thời bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Ngoài ra, tháng này bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi ở nhà. Kịp thời chú ý đến những thay đổi về thể chất lẫn tinh thần của họ, có điều gì không ổn phải đưa đến bệnh viện khám kịp thời. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 5 âm lịch năm 2025. Với bản mệnh tuổi Ất Mão trong tháng này công việc không tốt cho lắm, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với dân văn phòng muốn chứng minh năng lực của mình thì khả năng thất bại là rất cao. Trong tháng đặc biệt chú ý đề phòng họa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, danh tiếng của bạn. Nhưng tháng này những người đã kết hôn thì tình cảm khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình tốt đẹp. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 6 âm lịch năm 2025. Đây là khoảng thời gian tốt cho bản mệnh tuổi Ất Mão có cơ hội phát huy năng lực của mình, công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình. Về tình cảm, gia đình có sự thuận hòa, bạn nhận được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.
Tiền bạc, tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, công việc đã đi vào ổn định, nên có sự tập trung để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về sức khỏe, gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về máu huyết, đường ruột, dạ dày. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 7 âm lịch năm 2025. Bản mệnh tuổi Ất Mão bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn nên công việc của bạn sẽ bị chững lại. Không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có. Trong tháng cũng gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, bạn sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác trong tháng này khi nấu nướng cẩn thận với những vật sắc nhọn như dao, kéo, kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay. Thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm, những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng tháng này về phần gia đình cơ bản yên ổn, vui vẻ. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 8 âm lịch năm 2025. Bước sang tháng 8 âm lịch, về mặt sự nghiệp của bản mệnh tuổi Ất Mão tương đối ổn định, mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, công việc thu được những kết quả nhất định. Trong tháng này có tin hỷ tín trong gia đạo, đi xa có quý nhân giúp đỡ, công việc dễ bề thuận lợi. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định, nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2025 đối với bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng. Bước sang tháng mới được nhị hợp trợ mệnh, vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đây là tháng có tiền tài ổn định, tài chính gia đình đầy đủ, không tốt cũng không xấu, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Những người kinh doanh, buôn bán có được nguồn thu đều đều, những người làm công ăn lương công việc ổn định, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ. Tuy nhiên, do áp lực công việc và thời tiết thay đổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, do đó bản mệnh cần chú ý và quan tâm tới bản thân hơn. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2025 đối với bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng. Bước sang tháng mới, công việc thêm tiến triển tốt, có rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt cho con giáp này, hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía mình. Tháng có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực, nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân. Người kinh doanh, buôn bán có nhiều thắng lợi, hàng hóa ra vào tới tấp, về thu nhập ở thời điểm này không phải là nỗi lo của bản mệnh. Tuy nhiên, con giáp này cũng rất khó cưỡng lại ham muốn chi mua những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không cần thiết, nhu cầu chi tiêu tăng lên, lại không có kế hoạch hợp lý, là nguyên nhân chính khiến tài chính của bạn thâm hụt nghiêm trọng. Tháng này cũng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình, cho dù kết quả xấu nhất là bạn sẽ không đạt được điều mình muốn. Thế nhưng ít nhất nó cũng là sự trải nghiệm vô cùng quý giá, để không bao giờ bạn phải hối tiếc vì sự do dự của mình. Vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão, nữ mạng, tháng 11 âm lịch năm 2025. Bước sang tháng 11 âm lịch, về cơ bản vận trình công danh sự nghiệp được ổn định, công việc trên đà thuận lợi. Tuổi Ất Mão hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng này, công việc có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, bản mệnh làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm, nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể. Vấn đề tiền bạc, tài chính cũng không còn là áp lực quá lớn trong tháng này, thiên tài vượng lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ đầu tư kinh doanh sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Vận trình tháng 12 âm lịch của bản mệnh tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2025, tháng cuối cùng của năm, công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này, đồng thời cũng có nhiều công việc cần phải hoàn thành. Do đó, bản mệnh tuổi Ất Mão tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Bạn cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm. Trong tháng cuối cùng của năm 2025, đời sống vật chất của bản mệnh tuổi Ất Mão khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực, mặc dù có nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trợ mệnh, kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương thưởng hay hoa hồng cộng dồn, việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận hơn trước. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn không được lý tưởng lắm,
Sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng bất lợi. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần, nên cuộc sống bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.